Hi, chào các bạn nha, bữa nay mấy anh em này tiếp tục cái buổi bắt chuột bắt cá cho các bạn xem nha. Đây, hôm qua ở đây cắt được có 1 khúc hết trời. Xem tiếp video các bạn ơi, ở đây mấy anh em lực lượng đầy đủ. Ngăn no là chém đường dễ lông liền. Đây bữa nay có anh áo vàng các bạn ơi. Áo vàng, áo xanh, áo xám rồi lưa. Đây, bây giờ mấy anh em đang bắt đầu ra sân các bạn ơi. Chút xíu sẽ bắt cá và bắt chuột cho các bạn xem nha. Ở đây tại đồng rất là nhiều nước, bây giờ có khả năng rất là nhiều cá. Hôm qua anh em bắt cá chê rất là nhiều. Giờ xem tiếp video nha. Này bắt lấy cảnh nè chứ cá này ăn không được. Không xinh. Phải không? Cay. Khó. Cá nó nướng này cũng ngon á. Cá rô các bạn ơi. Hôm nay mấy anh em sẽ kết hợp clip bắt chuột và bắt cá luôn các bạn ơi. Tại khu vực này nó có cá luôn nha, nước còn rất là nhiều. Xem tiếp video các bạn ơi, các bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip để ủng hộ kênh của Nam Duy nha. Ô kìa dính cá nữa các bạn ơi. Cá lóc hả? Lóc. Kìa dính con cá nữa các bạn ơi. Đây mấy anh em phải tản ra rất là nhiều chỗ để bắt cho nên là mình không có quay được những cái cảnh mà trực tiếp bên kia là các bạn. Cá rô hả? Ê chuột chà bá trời. Hết bế chuột rồi. Cái gì? Nôm kìa. Chết chứ sư phụ rồi. Chê luôn rồi, thế nào? Cá chê trắng vàng luôn hả? Em ta bữa nay thấy trúng cá hơn là trúng chuột nha. Thấy vậy chưa? Là chuột trong tập bò nhắm chưa chân là 4-5 cá các bạn. Cuộc sống miền Tây thì như thế này các bạn, tới những cái mùa gặt lúa như thế này thì người ta hay bắt chuột cá rất là nhiều, vừa là để có một cái thú vui, vừa là có một cái chiến lợi phẩm để về cùng gia đình trong những cái bữa cơm hay những cái tiệc nhậu các bạn. Ê, chuột kìa, chuột kìa, chuột có tới, tới, chuột. Lạ ơi. Ra đây có cá lóc nữa nha. Chừng cá lóc còn ém gì dài trong này nè. Dính đuôi vậy. Ê, dính rồi. Lắp cái lắp. Lấy cái lắp nhiều trời. Cái lắp hạ qua trời. Dính cá chơi nữa hả? Không thể nào mà kịp quay được các bạn ơi. Quá lên trời. Vì không á, anh nói vàng vì không á. Ê, đây có cá gì của Thỏ ơi. Đây, mấy anh em đang phát hiện cá các bạn ơi. Cá lóc này tụng nãy đồ không dính. Dính chỗ luôn hả? Có một con mà mày được 5 điểm. Cái chục con rồi đó, bự nhỏ cái sạc cũng bắt được chạy. Phi hả? Bắt cá giỏi gì mà lên lớp hả? Chào bó luôn.
quá trời ơi. Con gì mới sắn con kinh cây lúa luôn á. Nó có cá gì dưới không? Mới con kinh cây lúa luôn á. Cái chừng nó đó đi đó đó. Ừ ừ. Cá lên trời, giơ cá lên đây. Quá. Chú quay chi vậy chú? Rồi lên mạng coi. Sao lên mạng mà sao con bắt không có? Để anh bắt ra, để anh bắt chuột ra. Sao con lên mạng coi đó, sao không có? Có, từ từ có. Để anh dính hai con nữa các bạn ơi. Lụm chuột chết nó vậy. Nó tội lụm chuột mấy cá. Ê. Ê. Có lý. Hôm nay nhiều hơn quá trời. Thì nó đẩy mẹ. Nó nhỏ luôn. Tốc từ từ á. Chạy qua bên kia, thần nó chạy qua bên kia á. Nó không chạy qua đây đâu. Má quá đây rồi. Lộ đây lộ cho nó ngồi đó kìa, cho nó chạy ra ngoài đó trống vậy quá. Ghê trời. Vậy mà nó ém đây hay thì chứ. Vậy là nó ém với đường nước. Đè luôn. Bị chuột cắn nè. Trời ơi, chuột nó bự nhưng mà mắc tiêu nãy giờ. Ấy còn sống. Tay lẻ nó tay. Nghe nó đẩy ra em cái nó mệt rồi, chuột cà bá luôn mà mắc tiêu trời. Vậy là nó trốn với đường nước này nè. Không thể nào thoát được. Đó đó đó. Đây nè. Rồi hết chạy cái nào mà nghe nghe tay tay phải. Cái này. Bay ghê ha. Ở sau lưng á, đạp dính luôn rồi. Giò bự quá bự. Chặn gom lại dính. Hay quá thằng ơi. Hai tay chưa. Bắt cá hai tay luôn trời. Lại tới đây nè. Tới đây. Trời ơi chỗ nằm. Ở cái đó đó. Lại chỗ nằm mày lại chỗ nằm. Có một tay mà bà cho của tử kìa. Lại chỗ nằm. Tí rồi. Chặn luôn rồi. Chặn rồi. Từ. Đừng có làm quá, mình mất tiền. Thổi qua đây nè. Giật cướp mấy gái giật cướp. Ở đây nè. Đây. Cái tính con cá chê. Nè lấy gom đè xuống. Sao đè tay không? Dính được. Con nè được cái nè. Mẹ đạp xong nhắn luôn. Mẹ bắt cá này cái tỏi. Hay trời. Đâu coi. Tụng quá. Nè, cá sạc hai ba con ở đây nè. Cá sạc bành bành không chạy. Hết rồi vậy. Tưởng hết không trời. Cá lóc mẹ thấy cầm con đó là hết. Rồi dính này hết.
Ủa hết gối nữa à. Tự cái lóc mẹ nhào nó cắn thôi chứ. Đâu nhảy vậy cưng. Nó chết với chế thần liền. Cá gô, cá gô, cá gô. Cá gô mập với trời. Ú trời. Ủa chết chứ tội dính rồi. Về quá. Về trước con nó có lại. Từ từ bắt dạ vô lại gì rồi con bỏ nó đi em lại mò đi khủng thật khủng quậy ghê quá làm cái đó thôi chết chết tội thấy thật nó đứng đầu luôn rồi đứng đầu chắc quá à đứng đầu vậy bác đứng đầu vậy bác chồng hay thiệt cái vàng luôn vậy dạ cái vàng luôn các bạn ơi ồ im em mập luôn ha vàng này khác vàng có vlog vàng mấy anh vlog ghê quá à vàng mấy anh nghe vàng 16 luôn à cho đưa cho đã đây trời nhậu chứ làm gì đánh chơi cá sạc ơi chơi lặn rồi lặn lấy nôm rồi sao bác ôi dính gắn rồi kìa gắn nước hả đã chạy vô gắn nước rồi tiếc lắm á giờ á con nước mập từ lùi vậy trời sống rồi hả chú rồi đủ nhậu luôn mập ha mà chuột cá cũng khá là nhiều các bạn ơi tông tông tiếp cá gì tông có đâu cái gì con ngủ ừ cá nó ú quá trời cá các bạn ơi cái này trúng mùa thôi mình bỏ làm mình đem về trước đây rồi đem về trước đây đợi trước đội quân bắt chuột nãy giờ một đống cá luôn các bạn ơi quá trời cá năm công bốn mươi ba sao đổ nãy giờ được mới chuột các bạn vô hết nữa đầu tiên mình cũng trải nghiệm được cái cảnh bắt cá ở ngoài đồng như thế này, bắt cá mà cắt lúa nha các bạn ơi. Đi theo máy cắt nó sẽ cắt ở những cái điểm có nước nè, cá rất là nhiều. Hôm nay mấy anh em trúng cá rồi, chuột thì cũng được khá khá nhưng mà cá thì nhiều nha. Rồi xem tiếp video nha, bữa nay thấy vui nha các bạn. Bao lưới nãy lại, lấy bao lưới nãy kìa. Lấy cái tỏi rồi. Được rồi, được rồi. Đó là cho bả nè. Đưa cho tỏi đi. Ê, lấy tay của tỏi, lấy tay của tỏi.
tới đây nè, lại tới đây. Tới đó hay gì vậy? Tết. Cắm dưới đá. Ra lập, ra lập. Hỏi không? Coi nó có sót gì không? Ồ, cá bự hết biết các bạn ơi. Ê! Khủng long. Đây là cái kéo này. Vô, này mấy anh em vô cá các bạn. Cá thằng cá nuôi nữa. Ghê trời. Ê, rồi. Rồi nó coi trời ơi. Dạ. Nhà máy bỏ con cá luôn. Bắt cũng phải hết cái sức căng thẳng các bạn. Ô con này bự nữa. Quá hiểm chú Năm ơi. Rồi về chơi nồi bông súng luôn. Bay thì tỏi các bạn. Chốt chốt chốt. Ôi con gắn kìa chú Năm. Gắn này nè, luống này nè, luống này nè. Thôi đây đó, gắn đó. Chụp đôi nước lắm. Chụp. Bắt luôn à. Con gắn ở đây, gắn lại bự lắm. Con gì? Lấy đầu chọi nó, lấy đầu chọi nó. Đó, đó chụp được đó, bắt đuôi được đó. Chuột nó chạy qua chạy lại. Chính này về phải không? Nó chưa chạy ra đó, trong đó trong tay còn cái gì á. Chạy tới là nó chạy ra. Chính này về. Chính. Chính được không? Hay trời. Quá luôn. Thì gắn qua đây chưa? Chưa rồi. Kìa, tối, tối. Ở đây nè. Nè. Con sao lưng rồi. Tùng tùng tùng. Con đó đó tùng. Chuột. Chuột mà, nó chuột. Hay nói cái gì đâu. Nó đi vô đó tùng. Đi vô đó tùng. Đó. Đi vô đó. Tới tùng tới giờ rồi. Chính rồi. Rồi, tới giờ chị. Trời ơi, trời ơi, mái cán. Cán nguyên bậy luôn vậy trời. Đi lụm chuột các bạn ơi. Gắn tiêu trời. Trời nguyên đóng gom luôn trời. Thả ngay đập chết nó luôn. Bắt tiêu gắn luôn trời. Thả lóc. Cỡ 1 ký à. Nó mới chuối vào trong cái mé. Ờ trong mé mình tâm á. Đó đó, đi đó. Đó đó, cho tay nó. Rồi, ấy, ấy đi, đảo lại rồi, chết tôi đổi. Rồi, 1 ký. Trời ơi, cái lóc bằng cùm tay trời. Chuột trà bá trời. Cái lóc hả? Trời hay trời.
những con cá trê nữa các bạn ơi. Dưới bên kia á, mấy con chuột đợt con nào nói hết biết rồi, còn mấy con chuột cái thì nó cũng mập tù lù luôn, nó chuẩn bị đẻ không các bạn. Cái bị sẹp phi vậy cái bụng. Tánh tánh lên giả nữa ghê trời. Chưa vàng luôn trời ơi. Yên. Mắm rừng, mắm rừng. Xíu dễ sự. Chưa vàng luôn vậy. Để kê kê. Quá trời chuột với cá trê các bạn ơi. Chào các bạn ơi, bây giờ mấy anh em vô các bạn ơi, bây giờ máy cái cắt rồi, giờ vô xíu mấy anh em sẽ tận dụng chiến lợi phẩm làm những cái món ăn miền Tây các bạn xem nha. Cái thùng nước đỏ đâu? Xem tiếp video các bạn. Quá wow, trời cá đi, luôn các bạn. Chút xíu về đổ ra chắc là thao. Về. Qua đây wow, về đảo mình tắm rửa nữa rồi. Tại chừng mấy ếch vậy ra ha. Chứ về đổ ra. Đây, anh em sẽ đổ chiên lại phẩm ơi. Tắm mấy ếch ra xử trước đi. Có cho vàng tận hôm qua. Có được hai con. Có vàng bớt về con đi ăn. Quá trời cá luôn. Quá trời. Bắt mấy ếch trước. Ừ, con nó phải biết mình nấu sẵn rồi lại mình cá bỏ vô mà đâu có nhà không có hộp à. Chiều đi. Ở cái chiều đi. Chuột đó còn con đó. Chuột cá nhóc quá trời mời rồi. Chuột nướng đi cho Năm ơi. Trời bữa nay tại có mấy ông nội không thấy chứ không thấy là nhóc luôn rồi. Ông kia bắt cái gì? Thánh chích. Thánh chích miền Tây. Mình chia ra đến tan rồi. Chơi thì nhớ đó mất rồi. Cái đồ con ếch. Ếch đập. Trời 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 trời. Chuột ếch bự lên. Trời hang cá. Này gặm đi bắt cá được nè. Quá trời. Mày không xịt nó không còn nữa. Lỡ làng. Quá trời, quần áo nó bỏ luôn. Thân mày đưa mày dễ quá. Gì áo vàng dễ gì bỏ. Áo vàng đó bỏ đi. Áo vàng bỏ là từ giả sân khấu luôn. Ê, cái gì? Cái chê.
quá trời cá luôn nha các bạn ơi, trúng rồi. Cái này mình đi nôm á nha, mình nôm luôn nha. Cái vàng đó đó, cái cây đó phan nè, giá này mình mới mua ở chợ ký 80.000 các bạn. Chơi chơi vàng đồng luôn á trời, 80 là rẻ nha, này vàng 24 nha chứ không phải vàng giả nha. Cái vàng nó dòng mắt không có lóc nè, đâu chơi vàng sao mắt nó lóc được. Đây sáu muối. Mời sắm nhau lại em đang còn 3 bộ trong quân kìa. Còn 3 bộ trong quân đang đánh kìa. Rồi chào các bạn xem. Sau những buổi săn bắt mệt nhọc bây giờ mấy anh em chuẩn bị làm mồi để ăn cơm. Đây cá chiên các bạn ơi. Chơi vàng nó lóc rồi, nãy giờ bắt. Chiên quá. Bây giờ còn có 2 anh em mà bây giờ mấy người kia đi họp hành hết trơn rồi. Chiều hồi ăn cơm chứ có 2 người quá, chứ chú nằm nữa bà. Đi thử đây. Thử ăn mấy hình đồ để bị chửi quan lên. Cực khổ thì bắt chồng em đi mà ăn uống không thấy thì không có thấy gì hết trơn. Cái này là bọn ngán mới quay nữa Khải. Hai chào mọi người nha. Giặt rồi ăn cơm. Dùng cơm buổi trưa nha mọi người. Hai sáng giờ mới lụm luôn đó. Hai thằng ăn mười mấy con cá. Cái này cũng bắt hôm qua luôn. Ngon. 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 Cái này mới ngon. Năm nóng ăn cơm Năm. Ăn cơm luôn chú Năm ơi. Năm ơi. Làm gì đó. Nếm gì? Nếm gì? Nếm gì? Nếm gì? Nếm gì? Mấy là ớt nữa. Đang là cũng sẽ té. Hôm bữa hổm chú Năm muốn ớt gì đó không biết, nhưng mà ổng nướng ngon cái đợt. Đợt bữa đó không ai ăn luôn á trời. Bữa nào? Để bữa thì thằng bay vô ăn có mấy con rồi đi đó. Bữa ngon hết biết. Mấy chục con. Ăn không nổi luôn. Ăn không nổi mà hết 40 chuột. Nó không ngừa ăn rau. Ăn không nổi mà hết cân dừa đó. Ăn mạnh chắc. Bà. Dạ. Còn cắt mẫu chắc cái khác sao á. Ê, được cắt mẫu điện nè. Mẫu cái gì cũng về chuột nhiều đâu. Ăn cơm chú Năm ơi. Nước cơm đi. Mẫu ăn sơn đặt đồ mấy. Về mình sửa thiệt, nó dép xua thiệt. Mấy mẫu này ra gai 1-2 con gì đó. Trong bà không trong bà thấy hang dữ lắm rồi. Ừ, nãy mấy cái việc bà ăn tới ăn cặp con giá. Nên lấy sợi em lại với sợi dây bật trong việc đó. Có chén này chú không? Ừ. Thầy. Đi đâu à? Đi đi. À con này. Đấy súng theo luôn. Bắn bắn chim. Để xúc chân tâm á. Ăn ngon tính. Lỡ mình câu cái chiếc cái gì? Ừ.
qua hố cầu phải không? Ốc vậy qua cầu mới dẫn chút nữa đó tặng vô quay đó quên chỗ thôi, ăn bữa chị em có tôi tụi nhà hai đỉnh á ăn lọc câu mở vô mở vô ngồi đó mà táo bỗng một trái luôn. Ê thôi trời ạ. Ê trời. Chút xíu nữa là lậu hàng đúng không ạ? Trời ơi, thấy lỗi quá trời. Trời ơi. Cô Mạnh chạy cắn cách vườn hoài luôn. Đứt nhỏ tới 2 cây nhận không? Hử? Đứt nhỏ tới 2 cây nhận. Qua xin nhỏ đỉnh mình tới nhỏ. Đó, dạ lưỡi luôn đó. Hả? Có chưa? Ăn đi. Hay có hả? Đâu có, nhà đỉnh á, nhà lưỡi luôn. Nhà mắm ở chỗ nào? Phải không con nè. Nhà Úc có cái đầu không nữa? Thấy từng thấy còn lưỡi nè, chứ từng của em hay câu á không? Sao mấy em? Thì ba cây đó còn lưỡi nè. Còn có 1 cây còn lưỡi à? Rồi, nhà lưỡi sát chứ. Rồi, qua phải câu chứ đâu. Ê, nói có câu nghe hôm qua kẹt lại nha. Thơm thù. Để ra. Hả? Hả? Ra mình thiếu ớt. Mai cái gì đi. Chứ giờ ông cũng có làm. Vậy. Không làm gì. Không. Ừ. Không làm gì. Không về muốn nước công chết mà bỏ tủ lạnh. Gì bằng bỏ tủ lạnh. Lô hồi xong rồi đó. Mới Vinh làm chả ăn không? Ừ. Để em. Vinh mới làm chả không bộ. Bằng làm chả không cũng dai luôn á. Mà không bằng lát lát thôi. Những mấy con cá thịt bở là chả là dai. Chả dai nè. Thường. Chúng ta nhớ thả mọi người gắt lại gắt tiền. Thôi. Gắt ta nó gắt chứ có gì đâu. Rồi lần này đưa lên YouTube luôn. Bây giờ chưa thấy thấy. Gắt đá đúng chà bá luôn không thấy. Rồi bỏ luôn cái này. Đâu rồi. Mắm này. Mắm mà vậy ngon. Mâm bảy lần. Đây mình vô kia mình nhìn cái giò rồi. Cái ngọn lý nha, nó không có cái bự. Chỗ cây gừa chấm rồi đó. Coi nó có hộp không? Chỗ này gừa ai? Gừa chứ ngàn đỉnh đó. Cái ngọn lý thì trong kia chồng lấy chẳng rồi. Tâm nó còn một con nữa vậy. Hổng ai nói anh Tâm nha. Anh Tâm với ai ta. Cái gì? Cá cho con đỉnh á. Sao? Còn đâu? Còn được cái gì á? Cá dội đi đi mất hết chân. Để cho nó tinh nổ. Nó ra trong cá rồi. Tính lấy chân cùng mà. Tao ngốc hết không? Tính lấy chân cùng mà. Về càng cầu là nhóc hết trơn. Nói là vụ này đâu mới thấy mình tại thấy mình. Thấy lại lại tâm. Đúng tại em phần mình không đi câu cái giò 7kg. Giò 7kg mà chị mà. Khánh cũng thấy con nhóc kìa. Quán càng này. Đặt nó thả năm gần cái đó dính 2 con đâu 6 thứ mấy. Bây giờ tớp mấy nhỏ nhỏ con nữa. Nó sẽ tải nhỏ nhỏ nữa ta. Cứng ra dính cũng nhiều. Mình thả dính nhiều đâu được mấy con đâu. Cái nhỏ không?
Thủy thì tầm câu dính hoài vậy con đó. Cái đó dính được con cái trước này nhà anh Hai Hùng. Dính thằng ký ký mấy. Có giờ thả chài dính nhiều. Làm câu muốn có dính hoài câu dính cá nhỏ. Như tối nó lên ăn, nó lên cạn. Tối là phải câu mực lên, cái ăn rồi. Vì sao dân câu nó tối câu mực chịu? Hôm nay nó không bắt ra bà, nhưng gặp năm ngoái rụng nó ra chỗ mai cắt nó lại. Thằng lên cơm thằng ơi. Đánh cơm rồi bị ừ, thằng nè nó. Ăn cơm nãy giờ không ngủ, nãy giờ ăn gần rồi mới ngủ. Chết luôn. Tâm đâu rồi? Tâm về. Đi học mà. À, đi học chứ. Học cùng lắm rồi. Nên đi học. Học chiều chắc cát. Chiều ở nhà thì ngon vậy. Giờ chắc lần hai rồi đó. Nhà nhôm đó không? Vô lúa nữa nè. Cắn qua vô. Nay thứ sáu rồi. Ừ. Mốt chắc mai ta bắt heo không? Mốt làm nữa. Có gì đó. Không vậy. 40 triệu. Trăm nhóm hả? 200 kg rồi. Heo mắt ngang vàng. Vàng rồi cũng mắc luôn. Vậy sao cứ dạy nổi thịt? Dạy không có Mỹ thôi chứ. Heo cũng mắc mà vàng cũng mắc. Thì chắc là nó kêu gọi rồi nó ủng hộ quyên góp rồi. Quyên góp. Quyên góp nước ngoài giúp đỡ. Con có hổ tới đây đụng chạm gì với thằng nào đó. Không sao. Nãy nãy được nhiều không? Dạ. Cá hả? Ừ. Nhiều. Mấy ký. Để anh Thuận diệt một chút, vợ nó quả cũng không nổi luôn trời. Hành cho nghe mấy vợ vợ đó. Anh nhập sâu đang vô. Thử mấy ông đó thì kêu hoàng ngờ quá, mấy ông xịt cũng được một ký. Chơi hai bình luôn rồi. Anh xịt tới cha nó chết luôn. Đời cha tới đời con. Xịt xịt biển sống. Đụng cha kéo điện ra đụng người con nghiêng vô đụng bực. Vì cái điện nó chạy á. Đụng 8 triệu nhỏ chạy. Chơi đụng sống á. Hai nhỏ gì vậy? Tâm đây họp. Hai nhỏ thì cũng nằm. Ừ. Ăn ốc rồi đó. Ăn. Alo, cái gì chứ đợi nhậu thì nhóc coi gì. Cái bình, không là bình thôi chẳng. Nhậu, cái bình là nó quyết liệt gì.